cũng là tri thức, nhưng chúng không cứng nhắc, khô khan như chúng ta thường thấy. Người đọc sẽ bị lôi cuốn vào một thế giới hài hước, nơi đó, chúng ta như được đối thoại cùng những người nổi tiếng. Chúng ta được tìm hiểu về họ, đối thoại cùng họ, và từ lúc nào, chúng ta đã thu nhận được những tri thức vô cùng thú vị. Nếu bạn muốn tìm hiểu về cuộc sống, sở thích và các bí mật nho nhỏ chưa bao giờ được công bố của các danh nhân thế giới thông qua những câu chuyện thú vị thì hãy đến thư viện nhé!